Được được Tống Quý Nhân Cô khai đi Theo lão thần điều tra đừng để hoàng thượng bị hành thích Đằng sau là do cô bày vô tính kế Cô biết tội chưa Ta là phi tử của hoàng thượng Nếu muốn giết hoàng thượng Tại sao không ở trong cung Cần chỉ tốn công đến mùa hội sang mùa xuân hành thích hoàng thượng hội xuân mười xuân nhiều bắt trắc cô muốn dừng lúc này thần công biết quỷ không hay rửa sạch tội danh cho mình vì ta cần gì phải đi cứu hoàng thượng đúng lúc để các người tìm thấy tại sao ta không bảo hung thủ kết liễu cho xong cô làm vậy để đảm bảo không sơ sót dù quan giáo quả không lời bịa đặt muốn chế muốn giết cứ việc ta chưa từng làm thì chưa từng làm tống ngọc cẩn lần trước cô hành thích hoàng thượng ở hoàng cung có hoàng thượng tìm cớ cho cô bản cung mới bất lực tha cho cô không ngờ cô không biết tốt xấu để muốn hãm hại hoàng thượng tệ tứ chỉ bằng ngày cho cô ta xem chứng cứ đi để cô ta chết hết đường chối cãi dạ thái hậu người đâu tiểu thư cứu ta giới cứu ta giới Tống Thành, Sao lại là ngươi Cứu ta giới tiểu thư Cứu ta giới Tống Thành, Sao lại là ngươi Cẩn thận Đi, đi mau Bọn chúng bị thương rồi Chắc chắn chạy không xa Cho dù thế nào đều phải giết bọn chúng Phó tướng Ngươi chính là phó tướng Mà bọn họ nói sao Ngươi là thủ lĩnh của chúng Tiểu thư không phải cô chỉ thị ta sao Ngươi nói vậy Tống gia ta cả đời trung lương Sao ta lại bảo ngươi hành thích hoàng thượng chứ Đã người bảo ta động thủ lúc đi săn Giết hoàng thượng báo thù cho Lão tướng quân và thiếu tướng quân mà Tống thành Đừng đông nóng Từ từ nói Tệ tướng đại nhân Lúc đó ta từ tiền tuyến trở về Nghĩ đủ mọi cách báo thù cho tiểu thư Nói với câu ấy, lão tướng quân và thiếu tướng quân thông địch phản quốc Đã bị hoàng thượng chém đầu Chém đầu thị chúng Đến tống gia dạ quân Cũng không ai tránh khỏi Từ lúc ta vào cung thì chưa từng gặp ngươi Gần đây ta mới biết Cha và quân ta bị gán tội danh thông địch phản quốc Tiểu tư Ta biết người muốn giữ mạng Ta cũng muốn sống Tệ tướng đại nhân Lúc đầu Ta còn khuyên tiểu ừ, tư Đừng nghĩ gì trả thù Nhưng cô ấy một mực không nghe Tiểu Thư Bây giờ cô Còn muốn ta chịu tội thay cô sao Tống Thành Cha và huynh ta đối xử với người không tệ bạc Sao người dù không cả nhà ta như vậy Lần này Rõ ràng là bọn ta bị mù Mới thường dầm tống gia các người Ngươi Bây giờ Nhân chứng vật chứng đều có tống ngọc cẩn hành thích hoàng đế nguy hại xã tắc lần này cho dù có kim bài miễn tử cũng không bảo vệ được cô Ban hình phạt đắp khăn lập tức hành hình các người đổ quan ta ta chưa từng kiển thị bất kỳ ai giết hại hoàng thượng quý nhân lên đường đi tạ hối ta không còn gặp được tạ hối nữa tà hối Quỳnh đang nghĩ gì vậy Ta đang nghĩ Tại sao đều là mẫu hậu sinh Mẫu hậu lại thương cũ đệ hơn Không thích ta Vậy Quỳnh nghĩ ra chưa Nghĩ ra rồi Bất hạnh đời này của ta Có lẽ điều để tích cướp may mắn Để gặp nàng Cả đời này Có nàng ở bên cạnh ta Là đủ rồi Được thôi vì chúng ta cả đời này đều ở bên nhau tạ hối lần này ta e là phải nuốt lời rồi tống ngọc cẩn tống ngọc cẩn nàng không được có chuyện nàng không, không được có chuyện tống ngọc cẩn hoàng thượng người cuối cùng cũng tỉnh rồi đây là Trạm cung của trẫm Tống Ngọc Cẩm đâu Dừng tay Hoàng đế Đây là ý gì Ăn mặc như vậy xong vào đại lao Ra thể thống gì Nhi thường chỉ là nghe nói Bộ hộ muốn giết tống quý nhân Trong lúc cấp bách Không bàn nhiều chuyện vậy Lẽ nào cô ta không đáng chết sao Cô ta là chuẩn mưu diệt hành tích hoàng thượng Lần này hoàng thượng Còn muốn tìm cớ cho cô ta sao Mẫu hậu Người ngay không nói dòng cho Chủ mưu hành thích trảm lúc đi săn là ai Mẫu hậu biết rõ nhất Phổn sự Cùng tên là của Tống Gia Quân Người cũng là của Tống Gia Quân Đến thích khách cũng nhận Cô ta muốn trả thù cho cả nhà Tống Thị Hoàng thượng Lẽ nào hồ đồ đến vậy Không phân cả trắng đen thị phi sao Hỗn sự Cùng tên là của Tống Gia Quân Người cũng là của Tống Gia Quân Đến tích khách cũng nhận cô ta Muốn trả thù cho cả nhà Tống Thị Hoàng thượng Lẽ nào hồ đồ đến vậy Không phân biệt cả trắng đen thị phi sao Nếu tống gia không có nội gián Sao rơi vào bước đường cả nhà bị diệt môn chứ Câu này của hoàng thượng có ý gì Ý của trẫm đó là Thích cách này trẫm sẽ đích thân thẩm vấn Cho dù việc hành thích lần này Hay là vụ án tống gia thông địch phản quốc trẫm đều sẽ tìm ra kẻ chủ mưu Con gì cô ta ngỗ nghịch với bản cung Mẫu hậu nặng lời rồi Bao nhiêu năm nay Mẫu hậu luôn muốn bẻ được cánh của trẫm Kể từ hôm nay Trẫm sẽ không dựng bộ nữa Bản cung thấy con Bị tổng quý nhân này bỏ thuốc mê rồi Cứ một bực bao che cô ta Hôm nay bản cung phải chỉnh đốn lại Để nếp trong cung giết gà dọ kỹ. Nếu hôm nay tổng quý nhân không thể rời khỏi đây Khổ sở mà trẫm chịu đựng bao nhiêu năm qua Nhất định sẽ trả lại cho cũ đệ Được Đây chính là con trai ngoan mà bản cung nuôi giỏi lắm <cười> <cười> Hoàng thượng Người và Thái Hậu gây đến mức này Hà tất gì chứ <laughs> Tranh đấu dương quyền Là sự bất hạnh của triều ta Trầm biết tể tướng xưa nay trung lập Không theo phe phái Giữa trẫm và mẫu hậu Từ lâu nên như, như vậy rồi tể tướng mời về cho Hoàng thượng đây tống thành nội dáng của tống gia lần này đã bắt được ngươi rồi hoàng thượng tha mạng hoàng thượng tha mạng cha đại ca tạ hối Hoàng thượng ta đang ở đâu vậy Đến phương qua cung của mình cũng không nhận ra sao Phương qua cung Ta tưởng mình đã chết rồi Có trọng ở đây Trầm sẽ không để nàng chết Vậy giờ người chịu nói ra mọi chuyện chưa Người trời cung xuất chinh Ta xếp sửa bị xử tử Có một người áo đen cứu ta Người đó là ám vệ của người phải không Lần này người canh ngoài Phật đường Trên cổ cũng có vết sẹo Giống y hệt người áo đen đó Ta đều nhìn thấy rồi cứ đừng Bây giấu ta nữa được không được đó, đó quả, quả thực là ám vệ của trẩm trước khi trẩm xuất chinh sợ nàng ở trong cung gặp nguy hiểm để lại ám vệ để bảo vệ nàng không ngờ Dẫn khiến nàng rơi vào nguy hiểm vì vậy vì vậy trước lúc xuất chinh người đến phương qua cung những lời đó đều là gạt ta có đúng không quả thực đều là gạt nàng để bức thư cho nàng dạy là cho nàng Đọc xong Nàng sẽ hiểu mọi chuyện Trong thư Cha ta nói Cha và đại ca ta vẫn luôn âm thầm ủng hộ người Còn nói người hạ lệnh sự tử họ Là kế bắt buộc tạm thời Chuyện này tại sao chứ Ban đầu trận gì muốn bảo vệ nàng và Tống Gia Chỉ đành làm bộ bất quà với Tống Gia Không ngờ quan hệ của Trẩm và tống gia vẫn bị thái hậu biết được vì vậy thái hậu mua chuộc tống thành bảo tống thành hãm hại tống lão tướng quân thông địch phản quốc hoàng thượng và con tống tấn cấu kết với địch quốc tổ chứng xác thực xin hoàng thượng hạ lệnh lập tức xử tử cho con tống gia trẫm tình tống lão tướng quân ngại tuyệt đối không phản bội trẫm hoàng thượng nếu không phải tống tấn phản quốc quân ta cần gì phải tháo dài như vậy Người làm sao rơi vào dòng dây chứ Nếu hoàng thượng cố chấp không chịu Sự tưởng cha con tống gia Bọn thần chỉ đành cởi áo giáp bỏ chạy Các ngươi Cha ta sao, Phạm 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 ta sao có thể phản quốc chứ Cha luôn nói với ta Trách nhiệm của tống gia chính là Bảo vệ ngàn dạng con dân đại thịnh Sao cha ta lại làm chuyện cấu kết quân địch chứ Trầm tin tống lạc tướng quân Chỉ là trận lúc đó bị thương nặng Những người và chứng cứ liên quan Đều bị xử lý sạch sẽ rồi Bây giờ tống thành cũng sợ tội tự sát chuyện này càng thêm khó khăn tống thành chết rồi còn chưa hỏi đã cắn lưỡi rồi hoàng thượng là ai có kết quân địch người đã biết rõ đúng không thái hậu luôn muốn từ thử thấy lực bên cạnh người thấy trên gia và đại ca ta mới chết ở thuyền tuyến người bị rơi vào vòng dây tuyệt đối sẽ phải trùng hợp bà ta muốn một mũi tên trúng hai đích vì tống gia ta mua quyền xoắn dị. Chuyện này một khi nói ra Sự việc trọng đại. đại Cha và huynh ta chết rồi Ta, ta tuyệt đối, đối không để họ chết, chết bây rồi Còn phải mang tội danh phản quốc Nếu quản thượng tư quyết không chịu minh quan cho tống gia ta quản thượng vẫn nên giết ta đi Cái bạn của nàng Hở ra là bảo trầm giết nàng Trầm không muốn nói sự thật cho nàng biết Chính là sợ nàng đâm đầu vào chỗ khó Nếu ta không thể mang chân tướng công bố thiên hạ Vậy ta sống không còn ý nghĩa nữa Dẫn một hoàng thượng cho ta gặp Tục Phi Tục Phi Cô ta liên quan gì chuyện này Cái này là Tục Phi giao cho ta trước lúc đi săn Là tôi kiếm ta tặng cho cha Cha ta luôn đeo trên kiếm Chưa từng báo ra Tống lão tướng quân Rõ ràng chết ở tuyển tuyến Thứ này sao lại xuất hiện ở đây Cô ta và Tống Thành chắc chắn có liên quan Bây giờ cô ta là manh mối duy nhất Quảng thượng Xin người cho ta điều tra Để ta tìm ra tội chứng thái hậu cấu kết quân địch Hãm hại Tống Gia ta đi Quảng thượng Sao lại như vậy Đối tượng sẽ khách ra tay Tại sao là Quảng thượng chứ Chẳng phải nói là giết Tống Ngọc Cẩn sao Quảng thượng Nàng đi đâu Đến lớn tin cho Thái Hậu sao Hoàng thượng Thần thiết không hiểu ý người Thần thiếp chỉ nghe nói Với thương hoàng thượng chuyện rất tốt Muốn đến thăm hoàng thượng Chuyện đến nước này Tục phi đương đương tưởng là Mình có thể phủ sạch quan hệ sao Tống ngọc cẩn Cô đang nói vậy gì đó Tù kiếm này làm sao đến được tay tục phi đương đương Trước đó ta từng thắc mắc Cho đến khi ta gặp được Tống Thành Tôi kiếm thầy đã ta mang từ tiền tuyến về nhỉ Cô và Tống Thành hợp mua bao nhiêu chuyện Cô đừng đổ quan cho bản cung Bản cung không quen ai là Tống Thành cả Cô còn xảo biện Hắn đã khai nhận cô là chỉ thị rồi Không thể nào Không thể nào Thục Phi Uống công trọng tin tưởng nàng Nàng lại thông đồng với dương nghiệp phản tặc Bốn bu hại trẫm Nàng đã không có đạo đức Không xứng dạy dỗ các hoàng tử nữa Nàng chết rồi Trầm sẽ gửi tứ hoàng tử đến chỗ phân qua cung Hình gì? hình như của ta Đừng không mà, đừng không mà không quản hoàng thượng Hoàng thượng Đang chết rồi Trầm sẽ gửi tứ hoàng tử đến chỗ phân qua cung Hình gì? hình như của ta Đừng không không mà, đừng không mà không hoàng thượng Hoàng thượng, xin được cướp hình gì đi Xin người khoan hồng độ lượng Đừng cướp hình gì đi Hoàng thượng, thần thiết 12 tuổi vào cung hầu hạ người nhiều năm Xin người khoan hồng độ lượng Đừng cướp hình gì của thiếp đi Chuyện đã đến nước này thuộc biên nương nương còn chưa hiểu sao Cô chỉ là một con cờ trong tay Thái Hậu Chỉ cần cô nói ra hết sự thật Ta sẽ xin hoàng thượng Giữ mạng cho cô Cũng không sẽ đưa tứ hoàng tử của cô đi Được Ta nói Ta quả thực từng gặp Tống Thành Nhưng ta không biết hắn là người của Tống Gia Quân Hắn chỉ hứa với ta Nhất định sẽ giết Tống Ngọc Cẩn Trong hội sang mùa xuân hắn chỉ hứa với ta nhất định sẽ giết tống ngọc cẩn trong hội săn mùa xuân nhưng ta không biết tại sao hắn lại giết hoàng thượng đang thực sự không biết thường biết suy đoán là thái hậu hắn được thái hậu chỉ thị bởi vì tôi kiếm này là thái hậu cho ta thái hậu nói tống ngọc cẩn là dương nghị tống gia giữ lại cô ta hậu quả khôn lường giận thiết nhưng ở hội săn bắn trừ khử cô ta Tụ phi nương nương cô muốn sống không tất nhiên chỉ cần cô để thái hậu chính điện thừa nhận quan hệ giữa bà ấy và tống thành hoàng thượng nhất định tha cho cô một mạng được thái hậu người bảo thần thiếp trừ khử tống ngọc cận ở hội săn nhưng cũng không nói thích cách xuất hiện Để dư nghiệp tống gia Bây giờ hoàng thượng đã ra đến chỗ thần thiết Thái hậu Người nhất định phải cứu tiếp, Người nhất định phải bảo vệ thiết thái hậu Xung quanh điện đều có ám vệ của hoàng thượng Xem ra thuộc phi Đến là để gài bảy người Thục Phi Ngươi hành thích hoàng thượng Còn dám vô cáo bản cung Ai cho người cái gan to như vậy Thái hậu chẳng phải người Câm miệng Còn dám nói bừa Bản cung thấy cái miệng của ngươi Chỉ biết đảo lộn trắng đen Giữ lại Cũng vô ích Đừng mà Thuộc phi nương đương Đừng mà Ta tiễn cô một đoạn Đừng mà Đừng mà, Đừng mà. Đừng mà, đừng mà Tống Quý Nhân Khi nào mẫu hậu đến đón ta Mẫu Phi đến chỗ Thái Hậu rồi Chờ làm xong việc sẽ đến đón con Không xong rồi Chủ nhân Tục Phi bị Thái Hậu băng chết rồi Cái gì Mẫu Phi Ta phải đi tìm Mẫu Phi Hoàng tử con đừng đi Con nghe ta nói Ta không nghe Ta phải đi tìm Mẫu Phi Bà thả ta ra Chủ nhân Xin lỗi xin lỗi Em không biết đó là con trai của Thục Phi Mau đuổi theo tứ hoàng tử Không được để nó đến chỗ Thái Hậu Nếu không Thái Hậu không tha cho nó đâu Đi mau Dạ Chủ nhân Người chảy máu rồi Xử lý thi thể của ta Bản cung nhìn thấy tiền lòng Dạ Tục phi này Đúng là thành công không có Thất bại có thừa Tống cục cẩn nhỏ nhoi Lại khó đối phó như vậy Bây giờ Còn khiến hoàng thượng Vì ả à, Trở mặt với bản cung Thái hậu đừng nổi giận Đối phó với tống ngục cẩn này Cho dù không có con cờ thuộc phi Vẫn còn con cờ khác Đối phó với dân nghiệp tống gia Thường thiếp Nhất định nghĩ cách trừ khử giúp thái hậu sao trả mới rời khỏi một lát nàng đã có chuyện rồi nhưng thấy y để đó xảy ra chuyện gì đây để... con đã làm gì tống quý nhân dây thần Như thần chỉ đẩy tống quý nhân một cái Đào ngờ tống quý nhân lại bị xuất quyết xuất quyết hoàng thượng tống quý nhân có hỷ rồi tống quý nhân đã có thai hơn một tháng chỉ là sức khỏe vô cùng yếu khiến thai nhi không ổn định nếu không phải thần đến kịp lúc e là quý nhân bây giờ thì sao giữ được đứa bé không giữ được rồi tốt quá rồi nàng và trẫm có con rồi nàng nghe thấy không hoàng thượng ta nghe thấy rồi trẫm muốn nàng sinh đứa con này trẫm sẽ lập con của chúng ta làm thái tử chờ lúc con ra đời Chính là ngài sắc phong hoàng hậu của nàng Đây không hợp quy tắc hoàng thượng Điều trẩm định Chính là quy tắc Kể từ hôm nay Nàng chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng Chuyện còn lại giao cho trẩm Trẩm bảo đảm Sẽ để đứa bé này làm thái tử một cách quang minh chính đại Tiếp không sao đâu Tạ Hi Con dọn đến cung Hiền Phi Nghe Hiền Phi dạy dỗ Chị từ công đi Con chỉ cần mẫu Phi Đưa đi con không đi con chỉ muốn mẫu phi hoàng thượng tứ hoàng tử mới mất mẹ chắc là người có thể cảm nhận được nỗi buồn của nó người là cha nó đi an ủi nó đi vì trẫm đi rồi về ngay thái y nghe nói thật đi đứa bé này thế nào rồi thái y nghe nói thật đi đứa bé này, này thế nào rồi thần không dám che cháu quý nhân đứa bé này không giữ được chủ nhân không, không giữ được là thế nào sức khỏe của quý nhân thực sự quá yếu cộng thêm khi nãy tứ hoàng tử đẩy thai y đã có hiện tượng xảy nhẹ cho dù thường làm hết sức thai y e là cũng không sống quá ba tháng chủ nhân chuyện này chúng ta không được nói ra đứa bé này giữ được bao lâu thì giữ vậy nhưng hoàng thượng bên phía hoàng thượng ta tự biết giải thích nếu như người thứ tư biết chuyện này ta tuyệt đối không ta dạ Tiểu lộc Chủ nhân Em Chứ âm thầm loan tin hoàng thượng Muốn làm đứa bé này làm thái, thái tử thái Chủ nhân Người khác gì tự tìm nguy hiểm cho mình Thái, thái hậu, hậu sao không để người, người của Tống Gia thái làm thái, thái, thái tử Nếu mà ta, ta biết ta mang thai Nhất định không giữ đứa bé này Ta phải dùng đứa bé này Chứng thực tội danh của Thái hậu Tỷ tỷ nghe nói Người của Phương Qua Cung Có hỷ không Bản cung tất nhiên đã biết chuyện này ngay từ lúc đầu rồi Không cần mượn bụi nhắc Vậy còn một chuyện Tỷ tỷ có lẽ không biết Chuyện gì hoàng, hoàng thượng có ý làm đứa bé Trong bụng Tống Quý Nhân làm thái tử Còn muốn sắc phong Tống Quý Nhân làm hoàng hậu Sao có thể chứ Tống Ngọc Cẩn là hậu dạy phản tặc Cô ta có tư cách gì làm hoàng hậu Tin tức này Cô nghe được từ đâu Khoan để ý tin tức này thật hay giả. Bây giờ tỷ tỷ thay quyền cai quản hậu cung, sứ hoàng tử lại mới gửi đến chỗ tỷ tỷ. Vốn chỉ đang chiếm được thượng phong, nhưng nếu tỷ tỷ không lo trước tính sao? Chị e quyền hậu cung rất nhanh sẽ đổi chủ. Vậy cô nghĩ gì hay không? Tứ hoàng tử quy nhân ở phương Hoa Cung Người phải nhớ kỹ, kỹ cô ta Mẫu phi người là do cô ta hại chết Cô ta là người cướp đi hoàng thượng của người Nếu không có cô ta Mẫu phi người sẽ không bị phạm lỗi vì sự tử Hoàng thượng, ngày mai mũi tên đi làm rồi. gì? Trẫm muốn tặng cho Tống Quý Nhân Bao nhiêu năm qua Trẫm luôn sống dài dặt cẩn trọng Không dám đến gần nàng ấy Khiến nàng ấy chịu nhiều khổ sở Trẫm muốn tặng nàng ấy một món đồ có ý nghĩa Nhưng mũi tên này là thứ hành thích người Đối với Quý Nhân e là không phải là kỷ niệm tốt đẹp gì Nhưng nó là mũi tên cuối cùng của Tống Gia gia dạy quân nàng ấy không để lại di vật gì Đây cũng xem như là di vật cuối cùng của Tống Gia Hoàng thượng Người tốt với quyến nhân thật Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, thượng. 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 thượng Chuyện gì mà hốt vậy Vườn qua cung Vườn qua cung bị cháy rồi Tổng quý nhân đâu Tổng quý nhân ở đâu Nàng ở ra ngoài chưa Hình như không nhìn thấy tống quý nhân Hoàng thượng người không được đi Mới dẹp được lửa thôi Người không được đi hoàng thượng Thần đi tay người Hoàng thượng Ngọc Nhi Nàng không sao à Hoàng thượng khi nãy muốn làm gì Sao ngài có thể năm lần bảy lượt vì cứu ta mà không màng nguy hiểm chứ Trẫm không quan tâm Hay trẫm nghĩ nàng và con Vẫn còn đang trong đó Trẫm không màng chính mình Tạ hối thường Thiếp, tham kiến hoàng thượng hoàng thượng thường thiết nghe nói vương qua cung quả quản dội dàng chạy đến đây tống quý nhân cô có sao không đa tạ hiền phi đương đương quan tâm ta không sao vương qua cung tại sao đột nhiên quả quản điều tra cho trẩm những người liên can toàn bộ tru di cũ tộc hoàng thượng ta biết tại sao vương qua cung bốc cháy vương qua cung tại sao đột nhiên quả quản điều tra cho trẩm những người liên can toàn bộ tru di cổ tộc Hoàng thượng Ta, Ta biết tại sao phương quân cung bốc cháy Để nào có người cố ý phóng quả Tổng quý chân Cô có gì nói thẳng nói 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 đi Đừng để người khác suy đoán Hiện vi nương nương gấp cái gì Lẽ nào cô Sợ rồi sao Bản cung còn ngay đứng thẳng Bản cung sợ cái gì chứ Cũng đúng Hiện phi nương nương là con gái của tỷ tướng Xưa nay hiện thuộc rộng lượng Ta chỉ nói đại thôi Đương đương đừng lấy làm lạ Hoàng thượng Đêm nay phương hoa cung bị cháy Thực ra là gì tứ hoàng tử Tạ hy Còn hết lần này đến lần khác Hải tống quý nhân Còn muốn đi vào chiếc xe đổ của một phi con sao Nhi thần Nhi thần Hoàng thượng đừng đổi nóng Hôm nay tứ hoàng tử có lòng tốt đến thăm ta Chẳng qua lúc đó ta ngủ rồi Tướng quân tử còn nhỏ bất cẩn làm rơi nến Nên mới khiến vương quân cung bị cháy Hoàng thượng muốn trách Thì cứ trách ta trong trường bất lực Sao đến giờ nào còn bao che nó vậy Ngộ vợ sau này nó gây ra đại quả Làm nàng bị thương hay đứa bé trong bụng thì sao Ta sẽ cẩn thận Hoàng thượng Là thần thiếp không trong trường tốt tướng hoàng tử Tiểu thúy bạn cũng bảo ngư trong chừng tứ hoàng tử cơ mà sao nó lại chạy đến phương qua cung còn xích nữa hại tống viên nhân Hoàng thượng, đường nương Tướng hoàng tử hiếu động Đô tiện nhất thời không canh chừng được Xin hoàng thượng thứ tội Ta thấy cô không phải nhất thời không canh chừng được Mà cố ý bỏ mặt tướng hoàng tử Nếu không, sao tướng hoàng tử đến phương hoa cung cả buổi Tại sao không thấy cô đến tìm Đô tì, đô tì là câm miệng Đô tì, đô tì là câm miệng Phạm sai còn chối cãi Hoàng thượng, đã tự thiếp không chăm tốt cho con mới để tứ hoàng tử gây ra lỗi lớn như vậy tiểu thúy chăm sóc rất trách nhưng tội không đáng chết xin hoàng thượng niềm tin cô ấy là gia bộc nhà trước, mà tha cho cô ấy một mạng đi trậm đã nói người liên quan trù di cũ tộc hoàng thượng nhưng chuyện này nguyên nhân cho tứ hoàng tử nàng hoàng thượng tứ hoàng tử còn nhỏ khó tránh phạm lỗi nhưng cung nữ này quả thực trong nơm bất lực Chỉ bằng trừng phạt nhẹ đi Được Người đâu Giải cô ta giấu hắn y cục vĩnh viễn <laughs> không được ra ngoài Hoàng thượng Đường đương, Đường đương cứu nô tỳ Cứu nô tỳ Hiền phi Dẫn thứ hoàng tử về Còn có lần sau Trừng phạt luôn nàng Dạ Hoàng thượng nghe lời Tống Ngọc Cẩm như vậy Xem ra ông từng nói không sai Tống Ngọc Cẩn, Bản cung sẽ không để cô có được ngôi vị hoàng hậu đâu Người dẫn ta đến tẩm cung người làm gì Người thả ta xuống Vương qua cung bị quỷ rồi Sau này đàn cứ xong ở tẩm cung của trẫm Vậy sao mà được Trong cung không có biết bao nhiêu phi tử Chỉ khi nàng ở bên cạnh trẫm trẫm mới yên tâm Tình thế trong triều đã thay đổi trẫm không cần xa lánh nàng nữa Ngày mai trẫm phải phong nàng làm phi chiêu Để tất cả mọi người đều biết trẫm xem trọng nàng thế nào Còn có cả con chúng ta Xin lỗi Sau này Chắc chắn chúng ta sẽ còn đứa khác Tôi ra kế rồi như vậy Để bản cung đi ly gián tạ hối cho tống cẩm Bây giờ chẳng những bản cung mất đi cung nữ Còn để tống Ngọc cẩn vào ở tổng cung của hoàng thượng Trở thành chiêu phi Tỷ tỷ Tứ hoàng tử tuy còn nhỏ Làm việc không dứt khoát Nhưng chuyện này cũng đã chứng minh Tống Ngọc cẩn có lòng rất ẩn với tứ hoàng tử Nếu lần sau tứ hoàng tử còn ra tay Sẽ nắm chắc hơn Nó mới 7 tuổi Cô muốn nó ra tay thế nào Sứ hoàng tử Lần này cây quả Theo lý nên đi xin lỗi chiêu phi Tỷ 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 thấy thế nào Xin lỗi Cô lại có ý đồ gì Tỷ tỷ Đây là hạt châu trên trăm tóc Tên là châu xả hương đỏ Đĩ như bình thường cài nó Có thể hoạt huyết lưu thông máu nếu như nữ nhân có thai cài nó quả huyết lưu thông máu nếu như vậy nếu tống ngọc cẩn cài nó lên đứa bé trong bụng cô ta nhất định sẽ xảy bây giờ hoàng thượng xem trọng tống ngọc cẩn như vậy nếu ai động vào đứa con trong bụng của tống ngọc cẩn sẽ có con đường chết chỉ có tứ hoàng tử tặng cây trăm này hoàng thượng sẽ không trách tội lên đầu người khác Lợi dụng một đứa bé như vậy Bản cung Có chút không nhẫn tâm Vậy tỷ tỷ Muốn nhìn ngôi hoàng hậu rơi mất sao Nô tỳ tam kiến chiêu phi Là tống quý nhân Người đâu Bắt lấy cung nữ đó cho bản cung Tổng quý nhân muốn làm gì To can Người đứng trước mặt người là Chiêu Phi Người bị điếc hay là Cô ý chống đối Chiêu Phi nương nương Nô tìm biết lỗi Chiêu Phi nương nương tha mạng Hôm nay bạn cùng đến là có một việc muốn hỏi cô Mà Chiêu Phi nương nương nói Có phải người bị đặt trước mặt tướng hoàng tử Nói ta hại chết mẹ nó không Chiều phi nương nương hỏi người đó Trả lời thật đi Chiều phi nương nương tha tội Nô tỳ chỉ phụng mệnh của chủ nhân thôi Hiền phi Nói như vậy Cô ta muốn dùng tứ hoàng tử đối phó bản cung Nương nương nói Tứ hoàng tử là một thanh đau tốt Dùng ngày ấy đối phó chiều phi nương nương Dù có thể trừ khử người Dự khiến cho tứ hoàng tử không tranh hoàng dị Với đứa con sau này của Hiền phi Hiền phi đúng là cung hết chỗ nói Tà hi mới 7 tuổi Cô ta lại xin lòng độc ác như vậy Xem ra Cô ta chắc chắn là bóng chú của Thái Hậu Chủ nhân, sáng nay tứ hoàng tử bẩm báo hoàng thượng Bảo muốn xuất cung chọn quà Xin lỗi người Suy nghĩ của trẻ con làm sao sâu xa như vậy Chắc chắn nó được hiện phi chỉ thị Em đi theo dõi tứ hoàng tử Xem tự nó chọn cái gì Dạ Bản cung cho ngươi một cơ hội Ngươi muốn tiếp tục ở lại quán y cục hay là tận trung với bản cung Đô tì nguyện đi theo chiêu phi nương nương Tốt Vậy để bản cung xem thử Người trung thành với bản cung thế nào Chiêu phi ở phiến điện Sống có quen không Nếu có gì không ổn Cứ việc nói với bản cung Bản cung sẽ thuyết phục hoàng thượng Ban cho cô một cung điện to lớn Đa tạ hiệp phi nương nương quan tâm Thần thiết thích sống ở phiến điện Dù sao cũng ở gần hoàng thượng hơn trước đó vương qua cung bị cháy điều là hy di không đúng bản cung quay về dạy dỗ lại nó hôm nay cố tình dẫn nó đến xin lỗi chiêu phi lần trước là hy lỗ mãn đa tại đương đương không tính toán tức hoàng tử con chịu nói bản cung biết những lời đồn đại con nghe được ở trong cung bản cung liền biết bản tính con thân thiện chỉ là người trong cung rất tâm khó lường con phải biết phân biệt thiện ác Con có biết không Tạ Hy xin ghi nhớ lời dạy của nương nương Hy Nhi Con đã nói gì với chiêu phi nương nương Không có gì Chẳng qua là trong cung đồn đại Là ta hại chết tụ phi nương nương Hy Nhi Mấy, Mấy lời bị đặt này tuyệt đối không được tin Đúng rồi Con nói là có quà tặng cho chiêu phi nương nương mà hiền phi để đổ ở đâu nhỉ đây là ngọc bộ giá trị của hiền phi là thể tướng đại dân tặng cho hiền phi lúc tiến cung có thể chứng minh thân phận của ta chỉ cần cô không lừa ta chủ nhân nhất định bảo vệ cô hiền phi tại người không cứu ta trước đừng trách ta không niệm tình chủ tới